Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang mới nhận con quẹt của khách đem tới đây. Thì khách nói là cái quẹt nó sau một thời gian chạy thì nó chạy nó quay chậm, quay yếu. Tại lúc thì nó không chạy luôn. Để mình bật lên thử này. Bật số cao nhất này. Đó, nó chạy thấy chưa? Chạy yếu. Rồi, để mình test này. Đây mà thì mình theo mình thì mình đoán là nó bị nghẹt trục á, lâu nay nó bị bó bẹt nghẹt trục, để mình tháo ra coi thử nha, thử nó có đúng như vậy không nha. Đi mình tháo ra mình coi thử thì cái cục bẹt này nó bị khô dầu nha, nó rất là cứng nha. Đó. Bây giờ mình tháo ra mình thay cho nó bộ cục bẹt mới luôn. Ê, mọi người nhớ chú ý cái phần này nha. Phần này là nó bị tuột dây rồi nè. Tháo ra cẩn thận chứ không là nó bị đứt dây luôn á, tại vì cái sợi dây nó rất là nhỏ. Đấy, mình tháo ra mình bình nó lại nha, đừng cho nó tuôn ra nha. Chú ý mọi người nhớ chú ý nào thì nhớ chú ý cái phần đó. Không là bị đi đứt luôn cái đinh cái cuộn dây luôn. Đó, mình bình dây lại. Rồi mình lấy dây rút ấy mình buộc vô liền nha, để không đỡ nó đứt. Đây, mình lấy dây rút ấy mình buộc lại. Tháo đây luôn. Buộc cố định nó lại cho nó khỏi chạy. Một sợi nữa nha cho nó chắc ăn luôn.
mọi người nhớ chú ý phân đi nha. Nút ra đây, đây. Mình giống là ra luôn mà hư rồi, đừng có sợ. Đó, giống ra luôn. Bây giờ mình bóp mấy cây ngam này cho nó rộng rộng ra nha. Đây, đây là cái cách mà mình hay làm này. Đó. Đây mấy cây ngam này cho nó rộng rộng ra xíu. Rồi, mình bỏ bi vô, bỏ bi vô là nó lộn nha. À, bây giờ mình ấn nó lại, mình ấn nó theo cái chiều của nó, mình lăn hung bì nè. Theo cái chiều của nó nè. Rồi như vậy là xong nha, thế là đơn giản nha. Mình đừng có kỵ cái đi ra nha, kỵ ra mình đóng lại nó khó lắm. Khi nào là cái khi nào mà nó tuột ra thì mình mới đóng lại thôi, còn không tuột thì đừng có kỵ ra. Rồi tiếp cái đi, đi mình cũng kỵ ra luôn. Đó. Rồi mình bóp cái ngang lại đây y như cái trước vậy. Rồi mình cho bi vào. Thank you.
Rồi xong cái thứ hai cho mình nhớ chơi kè dâu rồi nha, đừng có quên nha. Mình kè dâu vô. Kè dâu vô mục đích là đỡ cho nó chị nó bên nó trơn tru hơn. Chứ không kè dâu lại nó chị nó nhóng mấy. Nó dễ bị kẹt lại nữa. Rồi, cái này cũng vậy, mình kê vô. Rồi tiếp theo là cái phần cục bẹt này, cây cốt bẹt nè. Cây cốt của nó mình đóng ra đây. Rồi mình thay cây cốt mới vô luôn. Đây, cục mới luôn. Rồi mình đóng lên. Nhớ lấy cái này ra nha. Đó, hai này. Rồi, này quất không dùng nữa. Đỡ lấy lại hai cây này. Đừng quất nha. Rồi mình đóng bẹt máu vô. Rồi dán hai cái này vô. Lâu cho nó sạch sẽ, đỡ cho bụi bẩn rồi nó về hết, không đỡ đỡ cho đừng đỡ cho nó dính vô trong này. Rồi bây giờ mình ráp lại nha. Giờ công đoạn ráp lại gần xong rồi.
Rồi như bây giờ mình bắt quýt vô. Nước quýt nhớ bắt cho chặt vô nha mọi người, đợi cho mí nó chắc chắn, nó khỏi bị trì một thời gian, nó khỏi bị tuôn. Bắt quýt chặt vô nha. Vâng, sau khi ráp vô xong rồi cái trục gì nó cũng chưa có được trơn tru nha, nó còn nặng lắm, cho nên là bây giờ là mình phải làm thêm một cái thao tét nữa là gõ nó. Mình gõ đều đều bốn phía này. Cho nó hồi bi lại. Rồi, dài là trơn rồi đó. Ok rồi. À, đỡ mình kiếm điện vô thử nha. Rồi mình bật thử. Đó, chỉ rất là ok. Cần tu. Rồi bây giờ là ráp lại thôi. Thế là đơn giản. Cho chút dầu mỡ vô cho nó nhuyễn. Để chắc chắn này thì mình rút thêm một cây rút ngay đây nữa cho nó chặt, nó khỏi bị tuôn dây nha mọi người. Mọi người xem thì nhớ cho một like, một đăng ký nha, để giúp kênh phát triển nha. Rồi mình bắt con quýt đi lại đỡ cho nó giữ cố định lại, cho khỏi bị tuôn. Con ốc đào siêu luôn. Mình dán cái phi này lại nha.
Rồi sau khi vệ sinh xong thì mình ráp nó lại nha. Rồi, ok, chúc mọi người thành công nha.